ngày 7 tháng 7 tại Hội trường Dinh Độc Lập, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietinbank tổ chức hội thảo Vietinbank SME Stronger cùng doanh nghiệp SME vững vàng vượt sóng. Tham dự hội thảo có ông Nguyễn Đình Cường, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Đình Tuệ, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đức Thành, chuyên gia về kinh tế cao cấp. Về phía Vietinbank có ông Trần Minh Bình, thành viên hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc, bà Phạm Thị Thanh Hoài, thành viên hội đồng quản trị, ông Nguyễn Hoàng Dũng, phó tổng giám đốc cùng lãnh đạo khối nghiệp vụ, văn phòng, trung tâm, lãnh đạo các chi nhánh trên địa bàn thành phố và đông đảo doanh nghiệp SME có quan hệ tín dụng với Vietinbank tại Thành phố Hồ Chí Minh. Phát biểu khai mạc, tổng giám đốc Vietinbank Trần Minh Bình cho biết, để hỗ trợ các doanh nghiệp SME trước những tác động nặng nề của dịch COVID-19, Vietinbank đã kịp thời đưa ra hàng loạt gói tín dụng với lãi suất thấp nhất thị trường và tiếp sức cho các doanh nghiệp thông qua các cách làm mới, các giải pháp phi tài chính như tổ chức các buổi hội thảo chuyên sâu, các buổi kết nối giao thương trực tiếp giữa các doanh nghiệp SME. Tại sự kiện, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đức Thành đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc và tổ chức hội thảo quy mô lớn đã cho thấy Vietinbank thực sự rất quan tâm đến các doanh nghiệp SME. Bên cạnh đó, các giải pháp của Vietinbank trong việc giãn nợ, cơ cấu nợ, giảm lãi vay đã giúp các doanh nghiệp tiếp cận được nguồn vốn với chi phí thấp hơn và thời gian nhanh chóng hơn. Qua đó, Vietinbank đã đồng hành, góp sức và hỗ trợ các doanh nghiệp cùng vượt khó. Đây là những hành động rất thiết thực đối với các doanh nghiệp trong bối cảnh hiện nay. Trong khuôn khổ hội thảo, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đức Thành và ông Lê Duy Hải, Giám đốc khối khách hàng doanh nghiệp Vietinbank cùng các khách mời đã trao đổi, thảo luận các vấn đề liên quan, tạo ra kênh thông tin đa chiều, giúp giải đáp trực tiếp các thắc mắc đến từ các doanh nghiệp. Hội thảo đã nhận được sự phản hồi tích cực từ các doanh nghiệp SME tham gia. Đại diện cộng đồng doanh nghiệp, ông Nguyễn Đình Tuệ đánh giá cao cách làm mới của Vietinbank trong việc đồng hành cùng các doanh nghiệp vừa và nhỏ thông qua các chương trình hội thảo kinh tế chuyên sâu, kịp thời đưa ra các gói tài chính toàn diện hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn hậu COVID-19. Phát biểu bế mạc hội thảo, ông Nguyễn Xuân Vũ tin tưởng rằng trong thời gian tới, ngày càng nhiều doanh nghiệp sẽ trở thành khách hàng thân thiết của Vietinbank. Đồng thời, Vietinbank cam kết cùng doanh nghiệp SME chung sức, đồng lòng vượt qua mọi thách thức, mở ra các cơ hội kinh doanh mới, thuận lợi, cùng nhau vững vàng vượt sóng, hướng tới thành công, phát triển bền vững và thịnh vượng, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Vietinbank, nâng giá trị cuộc sống.